Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Hôm nay Trần Anh review tiếp một mẫu Innova nè. Em được sản xuất năm 2007 nha cô chú anh chị. Hàng G, một mẫu xe gia đình chuẩn luôn. 63 Tiền Giang 06109. Hai cụm đèn phía trước nè, chủ nhà thay mới keng luôn. Mới 100% mặt ca lăng trước của Toyota nha. Một dòng xe Innova thương hiệu của Nhật đi khá là ok. Và kết hợp thì chủ nhà đã lên cho em nó bộ tem cực kỳ là đẹp. Biểu tượng của Innova, thương hiệu của Toyota. Ok chưa cô chú anh chị? Nước sơn khá là đẹp luôn. Nhìn cùi cùi cổ cổ vậy thôi nha, chữ chất sơn rin của em này cực kỳ là khủng. 70% là chất sơn rin. Ok chưa? Đây là chất sơn rin nè cô chú anh chị. Ai nói đây sơn dặm đâu. Anh chị thấy chưa? Chữ Innova còn nguyên bản, hàng G sẽ có cả miếng da. Hai cụm đèn phía sau là rin hết. Hầu như nước sơn khá là đẹp. Không có một dấu tích là trầy xước trên chiếc xe luôn. Được chưa? Màu đen thì bà con đã biết rồi, không có ai chạy dịch vụ. Thoải mái đi. Mâm là mâm đúc nguyên bản của nhà sản xuất nè. Chủ nhà đã sơn lại mâm khá là mới. Vỏ sau là 85%. Đây là phần gầm. Gầm bề nè. Rất là ok. Không có dấu tích là mục mọt. Nội thất thì option chủ nhà đó full 5D cho em nó rồi. Từ phần tắp đi cửa, những cái vân gai đẹp như thế này. Tay nắm trang hoàng là giả gỗ và tay nắm inox nha cô chú anh chị. Keo chỉ nè. Keo chỉ là rin căng bóng 100%. Bề gác chân này sạch sẽ chưa? Hai bên những sóng gân là không có dấu hiệu đâm va vào móc méo nha. Đây là phần ghế, chủ nhà bọc ghế rất là xịt. Nè cô chú anh chị nè. Ở giữa nè, ở giữa là bọc 5D di lông luôn, rất là ok. Sạch sẽ chưa? Lên full trần 5D, ba dàn lạnh một trước hai sau. Nguyên bản nguyên rin của em nó là ba dàn lạnh nhá. Keo chỉ trong nó thì bao đẹp. Nói chung xe không có dấu hiệu lỗi lầm. Đây cô chú anh chị, phần tắp bi này, những cái vân gai này còn khá là ok luôn cô chú anh chị. Keo chỉ nó hầu như là nguyên bản hết. Hai bên là mạc tem thông số kỹ thuật chuẩn xét như nhau, không có đâm vai cứng đụng đâu, cho nên bà con cô bác yên tâm nè. Anh chị thấy bon điện đẹp như thế này không? Không một dấu hiệu đâm vai cứng đụng trên chiếc xe đâu. Đây là phần ghế nè, đẹp chưa? Vô lăng là đi đôi là vô lăng 4 chấu nha. Và từ phần củ số đến bao da là bao rin nè, số rin chạy thời gian 5 tháng, chỉnh lại mặt nắp cò đó là Trần Anh báo luôn nha. Còn xe nè, không có khoan đục chém đục gì trên chiếc xe. Bao của chú anh chị không taxi. Được chưa? Đây 99.000 nè. Đây được 99.000 rồi cô chú anh chị ạ. Là trên đồng hồ báo cửa mọi tính năng đang hoạt động rồi, không có một dấu tích là lỗi lầm trên đồng hồ nha. Trang bị một cái đầu GVC nghe nhạc, nghe USB và đi đôi vẫn thường lệ là cụm điều hòa cơ cô chú anh chị ạ. Đó, dòng này là nồi đồng của đá rồi. Biểu tượng của Innova này. Những vân gai trên phần tắp lô này không có khoan đục nè. Đây nè cô chú anh chị nè. Khay học để đồ, khay đựng đồ, đầy đủ các tính năng chưa. Từ phần học con ngựa đến bao da hầu như nguyên bản. Chúng ta sẽ có cảm biến da. Và đây là sông kính, sông gương, đầy đủ các tính năng rồi nha. Chuẩn lắm. Lóc khóa mở cửa tự động từ xa luôn. Đèn còi khá là ok. Cùi cùi cổ cổ thôi. Em nó bệnh danh là Innova 206, gương chỉnh điện, các tính năng đang hoạt động. Rất là mượt mà, nỉ nguyên bản theo xe nè. Ok chưa? Xe sạch sẽ tuyệt vời. Chất đụi. Lót sàn sạch sẽ là côn ga số nè. Không có một tí gọi là phai mờ. Nha cô chú anh chị nha. Nè báo luôn, có chỗ này hơi xấu nè. Chỗ này cái ron á, đây là cái ron cửa, qua thời gian 5 tháng người ta đóng cửa nhiều, nó bị rách ra một tí xíu thôi nha. Đó là báo luôn. Chứ trên một con xe không có chiếc nào hoàn hảo 100% đâu. Phải có ưu điểm và nhược điểm. Hàng G nha cô chú anh chị. Cốp sau là bao đẹp nè. Nè, cốp sau là bon điện nè, không có dấu hiệu đâm va và lỗi lầm. Keo chỉ nè, từ những con tán nè, anh chị coi rin hết nè. Đó, chuẩn chưa? Hai bên nè, cực kỳ là ok. Dây đai móc treo bảo hiểm đầy đủ tính năng rồi. Màu đen thì chả có ai chạy dịch vụ đâu cô chú anh chị ạ. À, từ thỏa chí tới chí kim rồi, không có ai chạy dịch vụ màu đen nhá. Móc treo đồ, các tính năng đang hoạt động rất là ok.
được chưa? Nói chung xe này bao lỗi, bao lỗi cho cô chú anh chị luôn. Nước sơn bên ngoài nè, anh chị coi là nước sơn là đẹp không? Đó, khá là đẹp, khá là bắt mắt nha. Là tắp bi nè, keo rin hết 100%. Hai bên những sóng gân này chuẩn như nhau nè. Nội thất ở trong là trang hoàng lịch sự. Đây bà con, mẫu này mua về chạy thôi. Bốn quả vỏ tương đồng là mới như nhau nè. Bốn quả vỏ tương đồng là khá là mới như nhau. Mâm là mâm rin nguyên bản của dòng Innova. Cầm bè nè. Ok chưa? Đèn halogen. Đó, trang bị cùng đèn halogen khá là đẹp nha. Nói chung qua thời gian 5 tháng người ta có sơn lại cản trước. Và chắc chắn rồi, mẫu này chạy thì vào quẹt thì chắc chắn là phải chầy sơn nè. Và đây là những mối nối nè. Mối nối của em nó rất là liền lạc. Đó bà con thấy không? Mối nối rất là liền lạc, sơn rất là đều màu luôn. Ok luôn. Hết sảy cái chừng này nha. Máy êm lắm. Đây là cô chú anh chị. Cục máy nè. Cục máy khá là êm ái. Chạy thời gian 5 tháng ở đây chỉnh lại mặt nắp keo nha. Chỉnh lại mặt nắp cò. Số rin. Được chưa? Số rin, máy rin. Dây điện câu nguyên bản của ống cục gà là nguyên bản nguyên rin hết. Từ gà đến nãy G xịn sẽ trang bị là ABS. Và hai bên lường không có dấu hiệu là móp méo trên chiếc xe. Đèn thì chủ nhà vừa thay hai cặp đèn mới rồi. Dàn trước là nguyên bản là mạc tem nè. Còn đẹp như thế này. Ok chưa? Nhớt mới tinh. Và nắp capo nè. Nắp capo, trong nắp capo toàn bộ là chất sơn rin. Biểu tượng của Toyota keo nè. Keo rin 100% nha cô chú anh chị. Được chưa? Xe không một lỗi nhỏ nha cô chú anh chị nha. Rất là cọp. Em đưa qua công nghệ xử lý 4.0 làm đẹp toàn bộ cho bà con cô bác rồi. Dàn két nước phía trước là mới tinh luôn. Đây bà con trải nghiệm phần gầm. Tôn mỏng không? Tôn cực kỳ là mỏng. Đó là form dáng của em hàng G2007 mà Trần Anh Ô Tô muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị thân yêu đó. Bà con nào đam mê, sở thích về mẫu Innova thương hiệu Nhật thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Xe nói chung là cũng đã đầy đủ tính năng. Nước sơn đẹp lắm. Nè anh chị, là máy nè, máy khá là khô ráo chứ. Máy rin nè, số rin nè. Số rin nè cô chú anh chị. Không có dấu hiệu là máy nha. Là máy làm số. Được chưa? Gầm nguyên bản theo xe luôn. Không một tí gọi là mục mọt ở dưới chiếc xe đâu. Đinh bấm ở dưới gầm nè. Đẹp như thế này. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh Ô Tô Đà Lạt. Anh chị có xe alo cho Trần Anh 0961 408 726. Em mua bán trao đổi tất cả các mặt hàng xe trên 63 tỉnh thành nha. Hoa hồng cao cho những cô chú anh chị nào giới thiệu từ 3 đến 5 triệu trên một chiếc xe nha. Em xin khép lại chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.